Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Dược liệu Hòa Bình chúng tôi tiếp tục làm video gửi tới quý vị và các bạn một số cây thuốc thảo dược của núi rừng Hòa Bình. Và hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một video giới thiệu với quý vị và các bạn về cây thuốc. Cây này gọi là cây ngái. Bình thường như tiếng kinh là gọi là cây ngái, còn như người Mường chúng tôi gọi cây này là cây vả đấy, cây quả vả. Tôi cứ vợ chồng tôi mà cứ hay đùa nhau là tôi bảo có thích ăn quả vả không đấy. Đây là cây ngái. Thì giới thiệu với quý vị các bạn là cây ngái này thì cũng là một cây thuốc đặc biệt, là một vị thuốc đặc biệt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ nha quý vị bạn nha. Trĩ nội trĩ ngoại, nó là một đầu vị trong bài thuốc chữa trĩ của bên chúng tôi. Thì giới thiệu với quý vị và bạn, tức là nó là đầu vị, nó còn kết hợp với một số thảo dược khác như là cây đa rụt và cây điệu và một số dược liệu khác nữa của bên chúng tôi. Thì nó kết hợp với những thảo dược đó hỗ trợ điều trị về bệnh trí nội trí ngoại, như quý vị ăn uống khó tiêu này, đau rát vùng vùng quanh rốn và vùng đại tràng hậu môn đấy, mà đi ngoài đau đau trí ngoại thì là đi ngoài đau rát ra máu, thì là còn trí nội thì đi ngoài phân lỏng nhưng cũng đau rát ra máu, thì cảm giác lúc nào cũng ngứa ngáy đau quanh vùng hậu môn. Thì bên chúng tôi sẽ cung cấp dược liệu tổng hợp bao gồm cây ngái và một số cây như cây dịu, cây đụt kết hợp. Người Mường chúng tôi thường hay nói câu vè, câu cửa miệng như thế này này quý vị bạn này, tức là ăn cơm 3 bát, uống thuốc 3 thang và bốc thuốc thì phải đầy đủ vị. Nên là cây này nó cũng là một đầu vị của bệnh chữa trĩ thôi, còn để mà bài thuốc hiệu quả ấy, thì nó cần kết hợp với một số cây thuốc khác nữa. Thì những video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn tiếp. Còn bình thường như cây ngái này nó cũng cần phải kết hợp với một số thảo dược khác nữa, như cây bị cây rụt và cây lông công, cây cỏ mực đấy, là hỗ trợ điều trị các bệnh về trĩ. Như bình thường bên chúng tôi thì ngoài bệnh trĩ, ngoài việc uống lá cây kết hợp, còn có thuốc viên hoàn nghiền từ các loại thảo dược ra, chúng tôi làm viên hoàn, và thuốc bôi đắp vùng hậu môn để chữa cái bệnh trĩ. Thì chúng để chữa được, để khi mà quý vị các bạn tin tưởng dùng đến thuốc nam của bên chúng tôi thì để chữa các căn bệnh thì quý vị các bạn cũng phải có thời gian và lộ trình từng bài thuốc một. Rồi uống cũng tối thiểu cũng phải 2 đến 3 tháng thì bệnh tình nó thuyên giảm, thì lúc đấy chúng ta cũng có thể thấy được độ hiệu quả và an toàn, độ lành tính của thuốc nam nhé quý vị bạn nhé. Quý vị các bạn dùng đến thuốc nam thì là cái độ lành tính nó cao, nó không hay có tác dụng phụ như thuốc tây ạ. Còn đối với bệnh trĩ này thì thứ nhất là khi dùng thuốc, hay là bất cứ khi quý vị các bạn chưa dùng thuốc mà chúng ta mắc bệnh trĩ thì chế độ ăn kiêng chúng ta cũng nên có chế độ ăn kiêng. Với bệnh trĩ này thì chúng ta nên kiêng đồ cay nóng, chiên xào, như đồ nướng chúng ta không nên ăn.
ai mà bị bệnh trĩ là theo kinh nghiệm chữa thuốc của gia đình chúng tôi thì ai bị bệnh trĩ mà ăn đồ nướng, chiên xào hoặc là ăn đồ cay nóng, uống rượu, cà phê là hôm sau thì ngồi không được mà đứng cũng không được bởi vì nó rất đau, nó đau bụi trĩ, nó tạo cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. Nên là ngoài việc uống thuốc ra thì chúng ta cũng nên cũng nên là có chế độ ăn kiêng hợp lý để bệnh tình nó thuyên giảm, sau khi nó khỏi đi thì chúng ta ăn uống lại trở lại bình thường quý vị và các bạn nhé. Còn ngoài chế độ ăn kiêng ra, chúng ta cũng nên kết hợp với những cái bài tập thể thao hợp lý cho từng người bệnh một. Đối với bệnh nhân trĩ mà chúng ta khi mà khách hàng tin tưởng dùng thuốc chúng tôi thì tôi thường hướng dẫn cho khách hàng hướng dẫn cho quý khách hàng sử dụng bài tập thể thao hít thở vải tay đấy của dịch cân kinh ấy. Quý vị và bạn có thể tham khảo trên mạng nhé, bài tập vải tay dịch cân kinh hít thở vào buổi sáng và buổi chiều tối rất tốt cho bệnh nhân trĩ. Nếu quý vị và các bạn và người thân gia đình có bệnh nhân như tôi đã giới thiệu thì quý vị các bạn có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0976 836 586 để chúng tôi tư vấn cho quý vị bạn nhé, quý vị bạn nhé. Hoặc là quý vị các bạn cũng có thể đặt số điện thoại, để lại số điện thoại bên dưới video để chúng tôi sẽ gọi điện đến tư vấn cho quý vị các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của bên chúng tôi. Mong quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ để cho mọi người thân được biết, để chúng ta không còn bệnh nhân trĩ nữa nha quý vị và các bạn nha. Cảm ơn quý vị và các bạn.